Chào tất cả các bạn đến với kênh Trị Liệu Tâm Trí và Cân Bằng Năng Lượng. Quốc Anh cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta. Trong chủ đề của video lần này, Quốc Anh chia sẻ về chủ đề sử dụng luật hấp dẫn để thoát khỏi năng lượng tiêu cực, giúp bạn có thể sống cuộc sống như bạn hằng mơ ước. Luật hấp dẫn là luật mạnh nhất trong vũ trụ. Nó hoạt động như một niềm tin rằng tâm trí của chúng ta có thể thực hiện hóa giấc mơ của chúng ta thành hiện thực. Luật hấp dẫn được sử dụng để thu hút những khả năng vô hạn, sự phong phú và niềm vui vào cuộc sống của chúng ta. Phương pháp mạnh mẽ này cũng được sử dụng để ngăn chặn những suy nghĩ tiêu cực trong tâm trí của chúng ta và biến những năng lượng tiêu cực thành tích cực. Làm thế nào để sử dụng luật hấp dẫn để loại bỏ năng lượng tiêu cực ngăn bạn khỏi tình yêu và hạnh phúc mà bạn muốn? Bước đầu tiên để thoát khỏi sự tiêu cực là thừa nhận sự thật phổ quát này. Những con người, trải nghiệm và hoàn cảnh mà bạn thu hút vào cuộc sống của mình luôn ở trong phạm vi năng lượng của bạn. Điều này dựa trên luật hấp dẫn phổ quát. Cái bạn mong đợi, bạn sẽ nhận được. Chất lượng của những trải nghiệm bạn rút ra cho bản thân mình phản ánh cách bạn thực sự cảm nhận bên trong. Đây là một tin tuyệt vời khi bạn đang thu hút những thứ mình yêu thích, phải không? Nhưng sẽ không vui lắm khi biết liệu thứ bạn đang thu hút có phải là năng lượng tiêu cực hay không. Làm thế nào bạn có thể loại bỏ năng lượng tiêu cực để nó ngừng ngăn cản bạn hạnh phúc trở lại? Đây là vấn đề luật hấp dẫn không bao giờ mắc lỗi. Nó mang đến cho chúng ta những trải nghiệm phù hợp với năng lượng mà chúng ta đang gửi đi. Sự trao quyền thực sự đến khi chúng ta nhận ra rằng chúng ta luôn làm chủ năng lượng của chính mình. Trong mọi tình huống và mọi mối quan hệ, bạn có sức mạnh để loại bỏ năng lượng tiêu cực, để bạn có thể sống cuộc sống tốt nhất của mình. Loại bỏ năng lượng tiêu cực trong 4 bước đơn giản sau đây. Bước thứ nhất, bắt đầu chú ý đến những gì bạn đang nói không. Điều quan trọng là phải nhận ra rằng bạn không chỉ nói không bằng lời nói của mình. Bất cứ khi nào bạn chống lại một người, một tình huống hoặc hoàn cảnh cụ thể, bạn đang nói không một cách hăng hái. Và trong vũ trụ rung động này, năng lượng của không cũng mạnh mẽ như năng lượng của có. Luật hấp dẫn phản ứng với việc bạn tập trung vào cái gì, ở đâu và như thế nào. Nếu bạn tập trung vào những gì quá tiêu cực, thì hãy đoán xem bạn đang sử dụng sự tập trung mạnh mẽ của mình để thu hút nhiều tiêu cực hơn. Không có cách nào để phát hiện ra sức mạnh thực sự của bạn mà không chấp nhận nó. Bước đầu tiên để loại bỏ năng lượng tiêu cực là lập danh sách cá nhân về sự tập trung của chính bạn. Sau đây là một bài tập đơn giản để giúp bạn làm điều này. Chọn bất kỳ một lĩnh vực nào trong cuộc sống của bạn không diễn ra suôn sẻ như bạn muốn. Nó có thể là các mối quan hệ thân thiết của bạn, hoặc công việc của bạn, hoặc môi trường sống của bạn, hoặc mối quan hệ của bạn với con cái của bạn. Bây giờ, hãy cho phép bản thân biết được khoảng bao nhiêu phần trăm sự chú ý của bạn dành cho điều sai so với điều đúng. Bạn rung động nhiều hơn khi hòa hợp với sự không hài lòng và lên án, hay với sự chấp nhận và đánh giá cao. Nếu bạn không chắc chắn, đây là một cách luôn đáng tin cậy để tìm hiểu. Khi bạn nghĩ về lĩnh vực này trong cuộc sống của bạn, bạn cảm thấy như thế nào? Suy nghĩ về nó có gợi lên những cảm xúc bay bổng như háo hức, biết ơn hay hy vọng hay không? Hay cảm xúc của bạn xoay tròn trong phạm vi tổn thương, thất vọng, cam chịu và sợ hãi? Cảm xúc của bạn là chiếc la bàn mạnh mẽ và đáng tin cậy nhất của bạn. Chúng cho bạn biết, trong mọi khoảnh khắc, bạn đang ở đâu và bạn đang hướng tới đâu. Cảm xúc tích cực cho thấy bạn đang nghiêng về hướng mà bạn mong muốn. Cảm xúc tiêu cực cho thấy bạn đang mâu thuẫn với chính kết quả mà bạn muốn tạo ra. Nói cách khác, năng lượng của bạn bị phân chia. Một phần của bạn đang đi theo hướng của những gì bạn mong muốn, và một phần khác của bạn đang để ý đến những gì bạn đã có. Năng lượng phân chia rất khó chịu và hoàn toàn phản tác dụng. Đó là một trải nghiệm rất phổ biến của con người. Để tìm hiểu những gì bạn có thể làm với nó, hãy chuyển sang bước 2. Sử dụng sự tương phản của những gì bạn không muốn
để có được sự rõ ràng về những gì bạn làm. Một cách dễ dàng để làm điều này là lập danh sách 3 nỗi bất bình hàng đầu của bạn trong bất kỳ lĩnh vực nào trong cuộc sống mà bạn cảm thấy tiêu cực hơn là tích cực. Ví dụ, tôi cảm thấy không quan trọng đối với người tôi yêu. Tôi cảm thấy được coi là đương nhiên. Tôi cảm thấy bị hiểu lầm. Thay vào đó, khi bạn xem xét từng lời phàn nàn, hãy xác định bạn muốn cảm thấy như thế nào. Ví dụ, tôi muốn cảm thấy mình quan trọng. Tôi muốn cảm thấy được hấp dẫn. Tôi muốn cảm thấy được hiểu. Mọi trải nghiệm đều có hai mặt. Những gì chúng ta muốn và những gì chúng ta không muốn. Cảm xúc tiêu cực chỉ nảy sinh khi chúng ta tập trung theo cách cản trở trải nghiệm mà chúng ta mong muốn. Chuyển trọng tâm của bạn từ không mong muốn sang mong muốn sẽ đi một chặng đường dài hướng tới việc thu hẹp khoảng cách đó. Nhưng bước tiếp theo mang lại một bước nhảy vọt lượng tử trong việc làm chủ năng lượng của bạn. Bước thứ ba, tự quyết định rằng bạn chịu trách nhiệm 100% cho cảm xúc của mình. Cho dù nó có vẻ như thế nào, mỗi chúng ta đều chịu trách nhiệm 100% về cách chúng ta cảm nhận. Đây là một cách dễ dàng để chứng minh điều này cho chính bạn. Nếu ai đó bạn yêu nói với bạn rằng bạn có mái tóc đẹp, điều đó có làm bạn khó chịu hay không? Chắc là không. Nhưng điều này sẽ xảy ra nếu chính người đó nói với bạn rằng bạn ích kỷ, lười biếng hoặc bạn quá cạnh tranh. Đó sẽ là một câu chuyện khác, phải không? Một tuyên bố gợi lên sự tích cực, trong khi một tuyên bố khác gây ra cảm giác tức giận hoặc phòng thủ. Bạn đã tạo ra cảm giác trung lập, tức giận hoặc phòng thủ hoàn toàn trong chính bạn. Chính xác thì bạn đã làm điều này như thế nào? Bằng cách gán một ý nghĩa cụ thể cho các từ đã được đưa ra. Đó không bao giờ là nhận xét, hoàn cảnh hoặc hành vi khiến chúng ta khó chịu. Chính ý nghĩa mà chúng ta gán cho những gì xảy ra với chúng ta khiến chúng ta cảm thấy tốt hay xấu. Và chúng ta chỉ gán những ý nghĩa đó trong sự riêng tư của trái tim và tâm trí của chúng ta. Vì vậy, bước cuối cùng để loại bỏ năng lượng tiêu cực là lựa chọn cách diễn giải có thể trao quyền cho bạn hơn là làm bạn nản lòng bằng cách tạo ra những ý nghĩa khiến bạn cảm thấy tốt chứ không phải xấu. Và điều này dẫn chúng ta đến bước thứ tư và cũng là bước cuối cùng. Quyết định trước bạn muốn cảm thấy như thế nào. Những người có cuộc sống dễ bị ảnh hưởng bởi người khác thường nhìn vào người khác để ảnh hưởng đến cách họ cảm nhận. Ví dụ, họ nhìn vào người yêu của họ để có cảm giác quan trọng, hoặc họ nhìn vào sự nghiệp của họ để có cảm giác xứng đáng hoặc an toàn. Nhưng nếu đây là cách tiếp cận của chúng ta thực sự đang cho đi nguồn tài nguyên quý giá nhất của mình, khả năng tập trung và cảm nhận có mục đích. Loại bỏ năng lượng tiêu cực thực sự chỉ là lựa chọn có chủ ý để tập trung vào những gì bạn cho là tích cực. Bạn không thể tập trung vào những thứ khiến bạn cảm thấy tốt và những thứ khiến bạn cảm thấy tồi tệ cùng một lúc. Vì vậy, bí quyết để loại bỏ năng lượng tiêu cực là hãy lấp đầy bản thân với càng nhiều sự tích cực càng tốt. Nó thực sự đơn giản. Đừng đợi cho đến khi bạn bước vào tình huống xã hội và sau đó để ý xem bạn đang cảm thấy như thế nào khi ở trong đó. Quyết định trước bạn sẽ cảm thấy như thế nào. Đừng làm cho cảm giác ham muốn hoặc tầm quan trọng của bạn phụ thuộc vào việc nhận được sự quan tâm của người khác. Đừng kết hợp cảm giác xứng đáng hoặc an toàn bên trong với sự nghiệp hoặc tài khoản ngân hàng của bạn. Nói cách khác, đừng gán hạnh phúc của bạn cho bất kỳ ai khác ngoài chính bạn. Hiểu rõ bạn là ai và bạn muốn cảm thấy như thế nào. Và mỗi ngày, hãy nuôi dưỡng những cảm xúc đó trong bạn như một phần của chế độ chăm sóc bản thân. Chịu trách nhiệm thiết lập giai điệu tràn đầy năng lượng cho mọi tương tác mà bạn tham gia. Nếu bạn làm điều này một cách nhất quán, chỉ những người phù hợp và năng lượng tích cực của bạn mới có trải nghiệm của bạn. Và từ đó, bạn có thể thu hút mọi phước lành và những điều may mắn vào cuộc sống của mình, tạo ra một cuộc sống tốt đẹp như bạn hằng mong ước. Thông qua chủ đề của video lần này, Quốc Canh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả các bạn nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích. Các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video. Đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.
Ngoài ra, các bạn có thể kết nối trực tiếp với Quốc Anh qua fanpage và qua Zalo mà Quốc Anh có đính kèm bên dưới mỗi video. Quốc Anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.